Khả năng điều thứ hai của đen hình cờ này là pháo táo bình 9. Đen bình pháo mời đổi xe, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là xe 2 bình 3 và hai là xe 2 tiến 3. Khả năng đi quân đỏ, xe 2 bình 3. Đỏ bình xe đèo mã, nước cờ có sức mạnh. Đen tiến xe giữ mã là cờ đen muốn cầu biến. Đổi lại, nghĩa là đi mã 3 lùi 5. Cờ đỏ hơn tốt, dễ đi. Như đen xe 8 tiến 2. Đỏ rời pháo đầu nhằm phối hợp với xe tấn công. Nước cờ linh hoạt. Đổi lại, như đỏ đi pháo táo bình 3 ăn tốt. Hình thế hai bên đều phải dè chừng. Như đỏ pháo 5 bình 4. Đỏ tiến pháo tắc mắt tượng ngăn pháo. Nước cờ tất yếu. Đổi lại, như đỏ đi, pháo 4 tiến 5 bắt xe. Cờ đỏ không có lợi gì. Như đỏ pháo 4 tiến 6. Cờ đen có 3 khả năng đi quân. 1 là tốt 7 bình 8. 2 là pháo 2 bình 4. Và 3 là pháo 9 lùi 1. Khả năng đi quân của đen tốt 7 bình 8. Đen bình tốt nhằm giữ tốt. Là cờ đen muốn duy trì thực lực. Đến đây, cờ đỏ có 3 khả năng đi quân. 1 là mã 7 tiến 6. 2 là xe 9 tiến 1. Và 3 là pháo 8 bình 2. Khả năng đi quân đỏ mã 7 tiến 6. Đỏ tiến mã để trợ công.
đen lùi mã, là cờ đen ấy lùi làm tiến, nước cờ già dặn. Hai bên tranh đoạt tiên thổ. Mời các bạn xem lại cái đi quân này. Hai bên tranh đoạt tiên thổ.
khả năng đi con hai của đỏ hình cỏ này là xe 9 tiến 1. Đỏ hoành xe là nhằm không cho đen đi pháo 2 bình 4 phản kích. Nước cờ linh hoạt. Đen lùi pháo, nước cờ tích cực. Đen tiến pháo ngăn xe, nước cờ tất yếu. Cờ đỏ dễ đi. Khả năng thứ 3 của đỏ hình cờ này là pháo 8 bình 2 ăn tốt. Đỏ bình pháo ăn tốt, nước cờ mang tính ổn định, vững chắc. Đỏ ăn mã. Đổi lại, như đỏ đi xe 9 bình 8. Hai bên ngang thế. Như đỏ xe 3 tiến 1. Đen lùi mã đổi quân là giản hóa cục thế và hóa giải thế công của đỏ. Hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
hai bên ngang thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bản Hà.